để thấy được cuộc sống vô thường và vô ngã của vạn vật. Chúng con xin học theo hạnh của Ngài, dùng gươm trí tuệ để đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau cho chúng con và cho mọi giới. Chúng con xin học theo hạnh của Ngài, buổi sáng đem niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Vì chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình. Mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể mang lại hạnh phúc cho chúng con và cho những người xung quanh. Và nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho muôn loài. Đảnh lễ Đức Từ Phụ A Di Đà, cầm ngọn nến trên tay, ánh sáng lan tỏa khắp muôn nơi. Chúng con xin nguyện từ nay sẽ cố gắng trau dồi đạo đức, tập sống một cuộc đời có ý nghĩa. Nguyện đem câu Phật hiệu đi vào cuộc sống, xóa tan hận thù oán trái đang tràn ngập, ngự trị trong ý nghĩ, lời nói, hành động của mỗi người. Những gì chúng con hiểu biết và thực tập về Phật Pháp, xin nguyện truyền đến với những ai hữu duyên, bằng cả tấm lòng tinh khiết được thanh lọc bởi hồng danh Từ Phụ A Di Đà. Được vậy, cõi đời sẽ bớt tang thương, niềm vui sẽ luôn hiện hữu, mọi người trên thế giới được thấm nhuần nguồn suối Pháp. Từ nay, chúng con nguyện làm cánh chim đại thể, cho vườn đời thơm ngát ý tương thân, một loài hoa dù nở giữa phong trần vẫn thơm ngát mùi vô ưu rực rỡ. Và từ nay, chúng con nguyện sẽ tránh xa những điều tội lỗi, tinh cần làm các điều lành, tập sống cuộc đời rộng mở, biết tha thứ và bao dung hơn, để hòa quyện và trang trải lòng mình vào lòng tất cả. Chúng con biết mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói, mỗi nụ cười hay giản đơn chỉ ở một hành vi bình thường, nhỏ nhiệm. Nếu chúng con biết thông cảm và sẻ chia trong tinh thần vị tha, từ ái, mọi người sẽ cảm nghe được nhiều phúc lạc, và niềm lạc phúc này họ cũng sẽ sẵn sàng trao tặng lại cho con. Được vậy, kính lạy người, dù kiếp sống có mong manh, dù dòng đời có quá nhiều đau thương, nước mắt, nhưng biết sống hết mình và đúng nghĩa, chúng con cũng sẽ tìm thấy được những niềm vui chân thiết, dẫu phải đang vòng quay ngay giữa cõi trần gian mộng mị này. Ngọn nến lung linh thật nhiệm màu, tay truyền tay nhận đẹp làm sao, quang minh tỏ rạng nơi dương thế, soi sáng tâm con từ thuở nào. Bao trái tim đã hòa cùng nhịp đập, cùng cất vang câu niệm A Di Đà Phật, bằng nhiệt huyết cháy bỏng, bằng niềm hân hoan tuột cùng. Ôi vô minh từ đây tan biến, chân lý mãi mãi vững bền,
bóng đêm lùi vào quá khứ, ánh sáng tiếp đến tương lai. Thắp sáng ánh sáng ấy như thắp sáng ngọn nến tâm linh, thắp sáng ngọn nến của chánh niệm tỉnh giác, để soi chiếu chính mình, soi sáng thế gian và soi sáng vào lòng vạn pháp. Hiểu rằng thế cuộc vô thường, nhân sinh luôn thống khổ. Vì thế chúng ta nguyện tinh tấn tu tập, chuyên cần trì niệm hồng danh Đức Từ Phụ A Di Đà, tinh sâu nguyện thiết và hành chuyên. Được vậy, hiện thời chúng ta sẽ an lạc bình yên, ngày sau chắc chắn sẽ thông dong tự tại, trên nẻo về lạc cảnh. Và giờ đây, trong niềm tôn kính vô biên, chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức cùng toàn thể đạo tràng đồng hướng về tôn ảnh trang nghiêm của Đức Từ Phụ, đồng xưng tán Phật. Đấng Pháp Vương Vô Thượng Ba Cõi, ai bằng thầy dạy khắp trời người cha lành. Bốn loài quý ý tròn một niềm, dân sạch nghiệp ba kỳ xứng dương cùng. Tháng y ân kiếm công cùng thân Phật chúng thượng rộng lặng đạo cảm thông không thể bàn lưới đế châu vi đạo tràng. Đi cái này. Phật nghe bảo hào quang sáng người chương bảo tâm ma đành na lệ nam ma mô tòng không ma giới quá hiện vì lai thầm phương chư Phật tôn pháp hiền tăng thượng trụ tam bảo, chi tâm ma đành na lệ nam mô ta bà diệu ngữ bồn sư thinh ca mâu ni phật đương lai hàng lạc tôn Phật đại trí văn thù
lời Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Bồ Tát Pháp Ma Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hồi Thượng Phật Bồ Tát Chi Tâm Ma Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quang Thế Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Hướng Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Lòn hương vừa bén chiêng đàn khắp sông pháp đạo tràng mười phương hiền thanh mấy bầu kiên tường Phật nghe rõ biển ngọn hướng chi thiền pháp thân toàn hiện thiền chứng minh hướng nguyện phương liền ban cho Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Nam Mô Cái Bồ Tát Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm nghìn kiếp có tìm cầu con đây nghe thấy chuyên trí tùng hiểu như lai nghĩa nhiệm màu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật.
Kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, theo kinh Vô Lượng Thọ, vào thời quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Trong nước có một vị quốc vương, sau khi giác ngộ Phật pháp, từ bỏ ngôi vua, xuất gia hiệu là Pháp Tạng. Tỳ kheo Pháp Tạng được Đức Phật Thế Tự Tại Vương giáo hóa, hướng đạo, chỉ bày cõi nước thanh tịnh của các Đức Phật. Tỳ kheo Pháp Tạng với lòng đại bi thương chúng sinh chìm đắm trong sinh tử luân hồi lục đạo, đã tinh tấn tu hành và phát 48 đại nguyện độ sinh. Về sau, Ngài đã thành tựu Phật quả hiệu là A-di-đà, và thế giới thanh tịnh trang nghiêm của Ngài chính là nước Cực Lạc. Bây giờ xin mời chư tôn đức tăng ni và đại chúng hãy lắng động tâm tư nghe 48 nguyện lớn của Ngài, để cảm nhận sâu sắc về tình thương bao la của Ngài đối với chúng ta. Nguyện thứ nhất: nếu tôi được thành Phật mà trong cõi nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tôi không chịu thành Phật. Nguyện thứ hai: nếu tôi được thành Phật mà trời người trong cõi nước tôi sau khi thọ chung còn phải xa vào ba đường ác nữa, tôi không chịu thành Phật. Nguyện thứ ba: nếu tôi được thành Phật mà trời người trong cõi nước tôi thân không giống màu vàng y, tôi không chịu thành Phật. Nguyện thứ tư: nếu tôi được thành Phật mà trời người trong cõi nước tôi thân hình còn có kẻ đẹp, người xấu, tôi không chịu thành Phật. Nguyện thứ năm: nếu tôi được thành Phật mà trời người trong cõi nước tôi không biết rõ túc mệnh của mình và những việc đã xảy ra trong trăm ngàn ức na do tha kiếp, tôi không chịu thành Phật. Nguyện thứ sáu: nếu tôi được thành Phật mà trời người trong cõi nước tôi không được thiên nhãn, cho đến không thấy rõ trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật, tôi không chịu thành Phật. Nguyện thứ bảy: nếu tôi được thành Phật mà trời người trong cõi nước tôi không được thiên nhĩ, không được nghe và thọ trì hết thảy lời thuyết pháp của trăm ngàn ức na do tha các đức Phật, tôi không chịu thành Phật. Nguyện thứ tám: nếu tôi được thành Phật mà trời người trong cõi nước tôi không được tha tâm trí, cho đến không biết rõ tâm niệm hết thảy chúng sinh trong trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật, tôi không chịu thành Phật. Nguyện thứ chín: nếu tôi được thành Phật mà trời người trong cõi nước tôi không được phép thần túc trong khoảng một niệm, cho đến không vượt qua được trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật, tôi không chịu thành Phật. Nguyện thứ mười: nếu tôi được thành Phật mà trời người trong cõi nước tôi còn có ý niệm tham chấp thân hình, tôi không chịu thành Phật.
Nguyện thứ 11: nếu tôi được thành Phật mà trời người trong cõi nước tôi không trụ vào chính định tụ mãi cho đến quả niết bàn, tôi không chịu thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ 12: nếu tôi được thành Phật mà ánh sáng của thân tôi còn có hạn lượng, không soi thấu được trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật, tôi không chịu thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ 13: nếu tôi được thành Phật mà thọ mệnh còn có hạn lượng, chỉ được trăm ngàn ức na do tha kiếp, tôi không chịu thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ 14: nếu tôi được thành Phật mà hàng thanh văn trong cõi nước tôi còn có thể tính đếm được, cho đến chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới thành bậc duyên giác hết cùng nhau tính đếm trong 100.000 kiếp mà biết được số đó là bao nhiêu, tôi không chịu thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ 15: nếu tôi được thành Phật mà trời người trong cõi nước tôi thọ mệnh còn có hạn lượng, trừ khi theo bản nguyện riêng của họ muốn dài ngắn đều được tự tại, nếu không được như vậy, tôi không chịu thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ 16: nếu tôi được thành Phật mà trời người trong cõi nước tôi còn nghe những tiếng chẳng lành, tôi không chịu thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ 17: nếu tôi được thành Phật mà vô lượng chư Phật ở 10 phương thế giới không ngợi khen danh hiệu của tôi, tôi không chịu thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ 18: nếu tôi được thành Phật mà chúng sinh trong 10 phương hết lòng tin tưởng muốn sinh về cõi nước tôi, xưng danh hiệu tôi chỉ trong 10 niệm, nếu không được toại nguyện, tôi không chịu thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ 19: nếu tôi được thành Phật mà chúng sinh trong 10 phương phát tâm Bồ đề, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện muốn sinh về nước tôi, tới khi thọ chung mà tôi chẳng cùng đại chúng hiện ra chung quanh trước mặt người ấy, tôi không chịu thành Phật. Nguyện thứ 20: nếu tôi được thành Phật mà chúng sanh trong 10 phương nghe danh hiệu của tôi, để lòng nhớ nghĩ đến nước tôi, tu các công đức, dốc lòng hồi hướng cầu xin về nước tôi mà không được vừa lòng, tôi không chịu thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ 21: nếu tôi được thành Phật mà trời người trong cõi nước tôi chẳng được đầy đủ 32 tướng của bậc đại nhân, tôi không chịu thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ 22: nếu tôi được thành Phật mà hết thảy chúng Bồ Tát ở cõi Phật phương khác xin về cõi nước tôi, sau đó sẽ tới nhất sinh bổ xứ, trừ bản nguyện riêng của mỗi vị tự tại hóa hiện, vì thương xót chúng sinh mà mặc giáp hoằng thệ rộng lớn, tu các công đức độ thoát hết thảy, rồi khắp các cõi Phật tu hạnh Bồ Tát và cúng dường 10 phương chư Phật, khai hóa vô số chúng sinh, khiến cho tất cả đứng vững nơi đạo vô thượng chính giác, vượt lên công hạnh các bậc thông thường, hiện tiền tu tập theo hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền. Nếu không được như vậy, tôi không chịu thành Phật.